Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem kết quả quay thử xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 6 tháng 11. Giải nhất 83218. Giải nhì 41613. 59169. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đang xem kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 6 tháng 11. Giải 6 685 618 520. Giải 7 45 22 03 99. Và cuối cùng là giải đặc biệt 39777. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Và các bạn hãy theo dõi thống kê đầu đuôi về kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 6 tháng 11. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.